mọi người nhé, đây Hùng thử test một con sứa sạc đang mấy dầu nha anh em. Đó là có mấy dầu ba, đó là bây giờ mình thử test thử nha. Đây, bây giờ mình tới tắt máy, mình giới thiệu về tính năng con máy này. Con này là con máy dầu 3,1 kW này ha. Đây là 3,1 kW, tính ra là công suất nó gần lên là 4 ngựa 7 này. Nhân là công suất 4 ngựa 7, máy riêng này chưa bung ra, chưa tháo này. Con này là con xe 360, hai con chuyển hướng. Đuôi sới cắt rời nên anh em có thể kéo được những cái móc nhẹ nhẹ anh em ha. Cái hộp sơn này anh em có thể thay đổi được tốc độ sới của nó này. Tốc độ đầu sới nó anh em có thể thay đổi như qua cái hộp đó. Xe 360 cần số lách trước lách sau luôn. Con này là có 3 số tiến, 1 số lùi nè. Và có mấy giờ đặc trưng, có mấy giờ là nó có không cần chuyển hướng này. Thì mình muốn đờ ba con máy thì tất nhiên là mình cứ nhấn cái đăng đây xuống đúng không? Mình giật cho mấy cái cho nó bơm dầu. Sau đó là mình tăng ga lên. Tăng lên khoảng nửa ga đi, rồi mình đè cái này xuống này. Đè cái này xuống, mình nhích cái dây giật này cho nó giữ cái đây lại, rồi thả tay ra giật là nó nổ anh em ha. Rồi, công việc lại như thế. Anh em cần tư vấn gì thì cứ gọi thêm ạ. À.